thử làm bánh rét sầu riêng và cái kết mua ăn cho khỏe. Chị ơi, mình bột mì đây Dũng. Chắc là thơm mặn rồi nè, con ăn liền 50 ngàn ký, là 2 ký 100. Sương Sương á, một bịch bột mì á là 15k, trái sầu riêng 100k, bịch kem của bánh kem người ta làm sẵn á 30k, là hết 145k rồi đó mọi người. Cái bánh hôm trước em múc băng á chỉ có 135k mà người ta giao tận nhà, chưa làm á mà thấy lỗ ngay trước mắt rồi nha. Ai đu chen này thì nên cân nhắc. Sầu riêng sau khi tách lấy muối thì em bỏ đi cái phần hộp nữa là xong. Bột mì rây qua cho mịn, cho nước cốt nè, đường, trứng, sữa vào bột mì trộn đều. Cả nhà yên tâm công thức chi tiết em có để ở cuối video. Rồi em rây hỗn hợp trên qua 2 lần để cho bột mịn. Sau đó cho bột nghỉ tầm 30 phút. Tiếp tục mọi người thích màu gì á thì chia bột ra làm mấy chén, rồi nhỏ 2 giọt màu thực phẩm vào. Nay em sử dụng 2 màu là màu vàng và màu hồng cho nó nam tính. Mọi việc thật đơn giản cho đến khâu này thì nó phức tạp nè. Nhà em không có cái chảo như hình, em lấy đỡ cái chảo chống dính ở nhà chế bột vô thì cái hình nó xấu quắc, không có tròn đẹp. Tới khúc lấy ra thì nó quến một cục, đâu hết 5-7 cái mới rút được cái kinh nghiệm nè. Mà lấy được kinh nghiệm rồi thì bột hụt so với cái phần nhân. Thôi kệ đi, cũng được 9 cái ok. Giờ em cho một lớp kem, một lớp sầu riêng và gói lại như một cái gói nằm. Cái tiếp theo cũng cho một lớp kem thì một lớp dừa bào và một lớp sầu riêng gói lại, làm 9 lần như vậy á. Bao nhiêu vất vả giờ là thành quả. Trông cũng tạm ổn mọi người ha. Mấy cái bánh hư em cho ra dĩa như thế này để ăn luôn. Nếu mọi người chờ được thì cho vào ngăn mát tầm 3 giờ, bánh lạnh sẽ ngon. Nhưng mùi sầu riêng lôi cuốn quá nên mới nửa tiếng là em thồn vô họng rồi. Không phải mèo khen mèo dài đuôi chứ thiệt sự nhà làm ngon gấp 10 lần ngoài tiệm. Nhưng có điều hơi cực.